vọng là khách hàng đến đây ủng hộ và nhiều hơn, làm rất là uy tín và rất là đẹp. Yêu cái đẹp là thưởng thức và tạo ra cái đẹp là một nghệ thuật. Hôm nay thì Ngọc Anh rất vui được chia sẻ cùng chị Hòa. Chị Hòa là một khách hàng vừa trải nghiệm dịch vụ ở bên mình xong, và chị có cảm nhận nào khi mà làm dịch vụ xong chị? Làm rất là dễ chịu. Đây là một liệu trình nâng cơ Gulu làm trẻ hóa ngay lập tức và có thể trẻ ra 5 tuổi ngay cho những khách hàng giống như chị Hòa luôn này. Đó. Chị Hòa năm nay chị nhiêu tuổi chị nhỉ? 50. Wow, 50 tuổi mà làm liệu trình xong thì như trẻ ra 5 tuổi nhỉ? Nghe nói chị cũng mừng lắm á, chị cũng thấy vậy luôn á. Hy vọng là khách hàng đến đây ủng hộ và nhiều hơn, làm rất là uy tín và rất là đẹp. Dạ vâng. Cho em hỏi là chị biết tới thẩm mỹ viện Hoa Anh là qua bạn bè hay là qua người thân giới thiệu, hay là qua Facebook? Qua Facebook. Chị xem Facebook xong là chị tới làm đúng không? Rồi, và cái cảm nhận sâu sắc nhất của chị trong buổi liệu trình ngày hôm nay khi mà chị sử dụng cái dòng máy vuông cơ vuông nút ấy, thì nó không làm giúp cho da của chị như thế nào? Căng bóng, thấy trẻ thì là mấy tuổi luôn á, cũng dễ chịu, căng bóng. Căng bóng trẻ ra mấy tuổi luôn? Đó, làm xong rồi tặng quà bóng về đúng không? Đúng rồi. Em nhớ là chị được tặng một món quà đặc biệt đúng không? Chị được tiết lộ món quà được không? Được. Đây là một món quà mà khách hàng chỉ cần tới Hoa Anh ngay vào thời điểm này, trong lúc này các bạn sẽ được nhận ngay một món quà tuyệt vời, một túi sách cao cấp luôn nhá. Đó, dành cho chị đi chơi Tết này. Đó, trong này mình có thể bỏ nhiều thứ được luôn đúng không nhá, rất là xinh xắn nữa này. Bao nhiêu chị em mong muốn được nhận ngay cái túi sách cao cấp này thì inbox ngay ở dưới video này, comment và đăng ký kênh Facebook của thầy hệ thống thẩm mỹ viện Hoa Anh, và kênh YouTube của Hoa Anh Clinic, và kênh YouTube của thẩm mỹ viện Hoa Anh để các bạn theo dõi tất cả những video mà thẩm mỹ viện chia sẻ nhá. Chị ơi, chị cho em hỏi thêm này, ngoài khi mà chị làm cái dịch vụ ngày hôm nay ra thì chị mong muốn làm thêm những dịch vụ gì nữa? Chị hy vọng là cái gì đẹp thì chị cũng làm hết. Dạ. Ở cái ẩm thực Hoa Anh thì làm gì chị cũng vừa ý. Hài lòng đúng không? Hài lòng. Vừa ý đúng không? Các bạn nhìn thấy nụ cười của chị này, đó, nụ cười này xứng đáng có thêm bạn trai đấy nhỉ? Hôm nay chị và cháu gái tới Hoa Anh làm đẹp, và Hoa Anh cũng sẽ dành món quà dành tặng cho em nhé. Chúc cho em luôn luôn trẻ đẹp. Nhớ mà các bạn bè thì tương khách cho Hoa Anh nhé. Ngọc Anh có một câu nói là các chị em cứ tin tưởng tới Hoa Anh để làm đẹp, còn mọi việc làm đẹp thì để Hoa Anh lo. Đó, và chuẩn bị chào đón một năm mới 2024 thì em chúc cho chị gái của mình này luôn luôn trẻ đẹp này, và luôn luôn nở nụ cười tỏa sáng nhé. Cảm ơn Hoa Anh và chúc Hoa Anh luôn luôn là đắt khách, vâng. Đầu xuân thì Hoa Anh sẽ khai trương vào ngày 9 Tết. Chỉ cần tới Hoa Anh là được lì xì trực tiếp 5K áp dụng cho tất cả các hệ thống. Thì chị có thể vui lòng tới và cho em vào đúng ngày 9 nhé. Đi bao nhiêu người chị? Đi bao nhiêu người? Wow, 2-3 người này mất 1,5 triệu rồi. Nhưng mà vẫn vui chị ạ. Được lì xì với chị là vui rồi đúng không? Nhá. Ok, và em chúc cho chị luôn luôn trẻ đẹp nhá. Niềm vui của chị em mà làm đẹp, nét đẹp bình dị và đáng yêu. Chúc cho các bạn chuẩn bị chào đón một năm mới 2024 hồng phát, thành công và trẻ đẹp. Và nhớ là inbox, check in và chia sẻ cho hệ thống của thẩm mỹ viện Hoa Anh nhé. Bye bye chị, bye bye.